Đồi chè Thanh Chương thuộc xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 50 km và cách bãi biển Cửa Lò khoảng 70 km. Với diện tích hơn 300 ha, các đồi chè ở đây được bao quanh bởi 80 ha mặt nước, tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp, vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Lần đầu tiên mình đến đây thì mình cảm thấy không khí ở đây rất là thoáng và mọi thứ ở đây thì thật sự là mình đến đây mình thấy rất là nhẹ nhõm. Ở cái thời điểm này, mặc dù là cũng bắt đầu vào hè rồi thì Nghệ An cũng bắt đầu có gió Lào rồi, nhưng mà cái thời tiết ở đây thì vẫn mát mẻ. Thì là đây tôi thấy đây cũng là một cái điểm tham quan khá đặc biệt. Mình khách đi tour Cửa Lò thì có thể, nếu mà chương trình dài ngày thì mình có thể ghé vào đảo chè và đi một số điểm ở quanh đây cũng khá là hay. Chè ở đây được trồng trên các ốc đảo nhỏ rộng trung bình khoảng 1 hecta. Toàn bộ các ốc đảo này được bao quanh bởi hệ thống đập nước Cầu Thau. Do vậy, du khách chỉ có thể di chuyển tham quan đồi chè bằng thuyền hoặc xuồng máy. Ngồi trên thuyền, di chuyển qua các ốc đảo, du khách như được đến với miền Tây sông nước, tận hưởng vẻ đẹp non xanh nước biếc cùng đồi chè trải dài bất tận. Từ cuối năm 2016 cho tới giờ là đến 2019 thì lúc nào khách cũng tương đối đông. Nhưng mà do dịch 2020-21 thì từ chỗ đó là được chỉ có các ngày lễ 10 ngày nay đã cũng tương đối đều, tất cả đã có các cái đoàn tour, các cái đoàn khách từ 50 khách cho đến 100 khách họ đã bắt đầu về tham quan. Những đảo chè ở Thanh Chương vốn chỉ là vùng nguyên liệu làm thức uống nhưng nay đang được tận dụng hiệu quả để cho doanh thu kép. Với số lượng hàng trăm đoàn khách ghé thăm đảo chè mỗi năm, đây đang là điểm đến tiềm năng của Nghệ An để phát triển du lịch trải nghiệm. Ngoài tham quan, nông dân nơi đây còn có thêm nguồn thu nhập từ bán sản phẩm chè, các dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh. Tôi sẽ quy hoạch lại cái khu du lịch này và giao cho một cái nhà đầu tư xứng tầm để có phát triển thành một cái sản phẩm du lịch đẳng cấp. Và tất nhiên khi triển khai cái sản phẩm như thế này thì tất cả những cái phản ánh mà của du khách sẽ không còn nữa và chúng ta sẽ xây dựng, sẽ có cái đưa đến cái du khách một cái điểm đến là đảo chè Thanh Chương Nghệ An là một cái điểm du lịch hết sức đẳng cấp như là một cái Hạ Long Cạn của tỉnh Nghệ An. Từ trên cao nhìn xuống, du khách bị choáng ngợp bởi khắp nơi đều là một màu xanh ngát, màu xanh của núi, của nước và màu xanh của đồi chè trải dài bất tận. Đồi chè Thanh Chương Nghệ An được ví như vịnh Hạ Long trên cạn của miền Tây xứ Nghệ. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tựa tranh vẽ, ốc đảo chè thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.